khi có nhu cầu đi bất kể địa điểm nào, chỉ cần lên mạng, tìm kiếm với từ khóa xe ghép, hàng chục nghìn kết quả sẽ xuất hiện. Điều đó cũng có nghĩa hiện lượng xe hoạt động không chịu sự quản lý của Sở Giao thông Vận tải các địa phương này khá lớn. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, với quy định mới, xe hợp đồng dưới 9 chỗ không cần có hợp đồng vận tải được thu gom khách lẻ thì loại hình này sẽ ngày càng gia tăng, một sự bất bình đẳng với các loại hình kinh doanh vận tải khác, nhất là taxi. Muốn hoạt động xe taxi, anh phải xin giấy phép kinh doanh vận tải, anh phải có người điều hành, phải có chứng chỉ, doanh nghiệp phải có bộ phận theo dõi về an toàn giao thông, và anh phải khám sức khỏe cho lái xe, và anh phải đào tạo lái xe và được cấp chứng chỉ. Tức là rất nhiều các điều kiện. Thì các doanh nghiệp taxi này người ta sẽ bỏ hết loại hình này, người ta quay sang các loại hình là hợp đồng dưới 8 chỗ. Lượng xe tham gia hoạt động lớn, ngoài việc có thể phá vỡ quy hoạch taxi của các thành phố, theo luật sư Nam, khi xe hoạt động không có hợp đồng với khách hàng cũng có thể phát sinh bất ổn khi xảy ra tranh chấp. Bởi không có hợp đồng cũng đồng nghĩa không có căn cứ để xác định lộ trình, mức chi phí, giá tiền, và nhất là không có cơ sở để xác định nộp thuế. Mô hình này đã từng hoạt động rồi, vậy thì trong quá trình hoạt động đón khách, gom khách lẻ như vậy đã phát sinh những vấn đề gì mà là bất ổn chưa, hoặc là ảnh hưởng đến trật tự giao thông chưa, thì chúng ta trên cơ sở những cái đó chúng ta đánh giá và chúng ta sẽ đưa những quy định để chúng ta ràng buộc là với cái mô hình đấy thì phải tuân thủ những điều kiện cụ thể hơn nữa là gì để đảm bảo cái an toàn giao thông và đảm bảo kể cả sự bình đẳng với các cái hoạt động dịch vụ khác. Thêm một loại hình vận tải hành khách như xe hợp đồng, xe ghép có thể tạo thêm lựa chọn cho người dân và thị trường trở nên cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo an toàn cho quá trình lưu thông, cũng cần các quy định cụ thể về điều kiện hoạt động, cơ chế quản lý, đặc biệt là quy định về điểm đón trả khách, tránh tình trạng đón khách tự phát trên đường.